Mình đang chơi trò chơi là ăn Tết xong rồi đi chơi Tết em kéo bạn. Tính tự chủ giúp ta đứng vững trước những tình huống khó khăn và những thử thách cám dỗ. Ăn Tết thì người mông nó kéo vợ nhiều quá đấy. Nó thích thằng nào nó kéo thằng nào đấy thôi. Ý mẹ gì bảo là đi chơi Tết đấy, bị ai kéo thì cưới luôn, không cần nói nhiều. Gì có lấy không? Khả. Chỉ muốn làm mấy khó đó hả? Muốn chẳng dễ là hả? Chỉ muốn làm mấy khó đó là thôi à? Còn chờ cả thương kính, cả thương kính, cả thương kính, cả thương kính. Anh chị thương à? Thương kính, ồ. Thì hãy cả con thương à? Chị. Cô chân này cũng có chị tỏa. Đã đến thế cây có chí lợi mà nó lại chín chặt tuổi. Nó muốn là mình thấy sao chứ sao cái ý tôi hỏi nó mới là sẽ nó chỉ lấy cho nó nên nó cho kiểu mà. Ủa,